Tu vois, ça change vite, tu vois. Ah oui, ça change vite. Oui, bien sûr. Caméra. Des bouteilles ? Dung xin kính chào bà cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Cathy Jogado Cuộc Sống Pháp. Hôm nay Dung vào bếp làm một món ăn rất là đặc biệt ở quê Dung, đó là thịt bò sốt me chua. Thì mời cô chú anh chị vào bếp cùng làm món này với Dung nhé. Bây giờ Dung sẽ cho củ hành tím, tỏi, xả, ớt xay, các gia vị vào để mình cũng xay cùng. Mình Dung cho 2 muỗng canh đường, thêm 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng ăn canh tiêu xay. Bây giờ Dung sẽ đi xay nhuyễn tất cả các gia vị này cho nó quyện đều vào nhau. Bây giờ Dung thêm cái nguyên liệu cuối cùng và quan trọng nhất, đó là me chua. Thì Dung thêm 3 muỗng canh. Dung cắt thịt bò thành những lát mỏng vừa ăn. Dung sẽ ướp thịt với lại cái hỗn hợp nước sốt này và mình để cho thịt thấm nước sốt trong tủ lạnh khoảng 1 tiếng đồng hồ. Mình trộn đều thì nhìn nó giống như cái món tắc ta khổ pháp vậy đó. Ông sếp ổng ăn sống vậy luôn á cô chú anh chị. Và bạn rất là thích cái nước sốt của Dung, nó có cái vị chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn của nước mắm á, rất là thơm nữa. Bây giờ thì trước khi ăn thì Dung sẽ cắt củ hành thành lát mỏng, thật là mỏng, và mình đang kèm với nấm. Cái món này thì càng nhiều rau sẽ càng ngon. Bước sau cùng trước khi làm chín thì Dung sẽ cho một ít mè rang lên và mình thêm là lá ngò gai nữa cho khi mà mình chế biến món ăn thì nó sẽ rất là thơm. Bây giờ Dung mời cô chú anh chị và các bạn ra bàn cùng thưởng thức cái món bò sốt me chua cùng với gia đình Dung. Thì hôm nay thì Dung cho ăn kèm với lại rau xà mát này kia. Cái món này sẽ được làm chín ở trên bàn nữa cô chú anh chị, cho nên là hôm nay mình ngồi ở bên ngoài chứ không có ngồi ở trong được. Dung làm tan bơ ở trên cái dĩa inox đó, xong rồi Dung cho củ hành lên, Dung xào, rồi Dung thêm nấm, mà mình sẽ làm chín nấm trước. Mùi bơ với mùi hành đó cô chú anh chị, bốc khi mình xào lên nó rất là thơm luôn. Dung cho ngò gai cắt nhỏ đó cô chú anh chị lên trên thịt để khi mà mình làm chín với bơ rất là thơm. Dung xin kính chào bà cô chú anh chị và các bạn. Xin chào. Xin chào.
À, cái này sốt tới đâu ăn tới đó nha cô chú anh chị. À, Dung cho ông sếp ông thử trước. Ông xã Dung thì còn đang tính tiền cho khách á. Tối nay Dung làm bò sốt me đó cô chú anh chị. Dung mời cô chú anh chị ăn tối với gia đình Dung nhé. Ông xã Dung đang ở quầy tính tiền. Ngon á. Rất ở cái cây này. Ngon quá cô chú anh chị ơi, me nó chua chua. Thịt bò tái á. Cái này á Dung thấy á là người ta ăn với nấm kim kim châm. Nhưng mà giờ chỉ có kim dung thôi chứ không có kim châm. Cho nên là ăn đỡ hơn. Ờ đó, mấy xe với lịch xăm với nhung mà có em mà chị xin luôn, không sao đâu. Cái này ngon lắm cô chú anh chị ơi, Dung không có nó xạo đâu. Cái mùi xả rất là thơm nè, rồi cái vị béo của bơ, thịt bò mềm nữa đó. Ông sếp ăn thử muỗng đầu tiên thì rất là thích luôn. Thì mình cứ từ từ, Dung sốt tới đâu thì Dung đợi ông xã Dung nữa. Cái này á cô chú anh chị, Dung thấy là người ta ăn kèm với lại rau muống, cái rau muống cộng á. Nhưng mà mình không có gì đó, không có rau muống đâu. Ra gì hết cho nên là ăn với salad đỡ. Dung trộn bò chứ gì nè, tái tái đó, rất là ngon luôn, mè rất là thơm nữa. Quand ils sont partis les gens. Bon appétit. Merci. Bon appétit. Merci. Allez, merci. Bonne soirée. Ciao, ciao. Khách Dung ra về đó cô chú, khi thấy tụi mình Dung làm cái bò sốt á thì ổng nói chỗ nhìn sao ngon quá, thơm lắm cô chú anh chị ơi. Dung làm cho nó cay cay á, cay cay chua chua nữa, rất là ngon luôn. Ăn cái này mà uống bia là đã ghiền luôn á cô chú anh chị. Thì cái món này thì sẽ ăn kèm với bánh mì. C'est des nouveaux plats. Et tu sais qu'ils sont bien servis ici, les papas. C'est des nouveaux plats qu'on va sortir. Ah ouais? Qu'est-ce que c'est? Viens, tu veux goûter? Viens ici, là. Viens derrière moi. Tu veux goûter? Tu fais cuire quand même. C'est une viande, qui a été macérée. Oui. Avec du coriandre, du... Oh, avec la sauce vietnamienne. Oui. Et quand je table, je fais cuire. Donc il te faut le petit réchaud, ouais. Ông xã Dung khoe với khách đó, cô chú anh chị, đó là buổi tối của gia đình mình là ăn bò sốt me chua rồi uống rượu vang nữa. Cái món này á, Dung nói là uống bia lạnh mới ngon. Allez, merci Jean-Luc. Alors chef, c'est un goût ou quoi? Cái này á cô chú anh chị, Dung rắc ít hột tiêu lên á, cái bắt đầu ăn trúng cái hột tiêu á, rồi nó cay đã đời gì đâu luôn. Mà Dung sốt không đủ, không kịp hai ổng ăn nữa. Ông sếp không có ăn được cái lá ngò rí nha cô chú anh chị, nhưng mà ngò gai thì ổng ăn được đó, cho thêm lên nó rất là thơm.
la fontaine. Comme quand tu vas au japonais, tu sais que tu pourras te cuire tout. Dung còn dư nước sốt đó chú anh chị, mà Dung lấy Dung rưới lên cho ướt thật ướt, càng đặng phần chấm với bánh mì. Ông xã Dung kêu nghỉ cách giới thiệu cho khách luôn đi. Non. Des goûts de l'ail, des mains. Mais la salade est un peu plus large. Que tu puisses le travailler de. Ouais, mais bon. Cái này á, cuộn rau không ăn cũng ngon nữa. À, kèm bún cũng được, cũng được nữa cô chú anh chị. À, Dung hỏi sếp Dung xã Dung là ăn thêm bún, thêm cơm không? Thì mấy ông nói thôi ăn với bánh mì là được rồi. Cái món này á, ở dưới quê Dung á, là ăn xong kèm rau, kèm nấm đùi gà, nấm kim châm đồ này kia vô nữa, rất là ngon. Ça peut manger dehors, ça là-dedans, ça fume et ça ouais. scandait les la vie, non? Chef, il y aura ce champignon, chef? Mettre la champignon. Quoi? On ne sert pas beaucoup de citron dans le blanc à la campagne. C'est des tamarines. Du fruit, hein? C'est une fruit. Hein? Ouais. Et acide. Dung nói với sếp á, là ở dưới quê á, là mình xài chanh cũng ít lắm. Tại vì mình xài me, đặng thế làm cái chất chua, nấu canh chua nè, rồi làm mấy cái món sốt á, thì mình xài me cũng nhiều. Nó thế giấm bên này á cô chú anh chị, nó ra cái chất chua tự nhiên. Rượu này không có đủ lạnh đó cô chú anh chị, cho nên ông xã Dung cho đá vô, chứ thường uống rượu là không có cho đá nha. Mình chỉ ngâm chai rượu trong nước đá thôi. Cái nấm á, cho vào đây nó giòn giòn hả cô chú anh chị, mình cho vào đảo qua đảo lại là lấy ra liền. Dung cho có 2-3 củ tỏi thôi cô chú anh chị, mà cái mùi hành á với lại thêm ớt rồi tiêu nữa mà nó cay, mà cái món này phải ăn cay cay mới ngon, vừa ăn vừa hít hà. À, lúc nãy Dung cho ông khách ăn thử đó cô chú anh chị, rồi ông thích quá chừng luôn, hỏi khi nào mà giới thiệu bán. À, ông xã Dung nói hả được thì mình đưa vô bán luôn, nhưng mà làm thì hơi kỳ công chút, phải ướp thịt đồ này kia đó lên bàn. Nói chung là phải sắp xếp cho chu đáo giống như là ăn lẩu vậy cô chú anh chị. Ça sue même. Avec le poivre, ça. J'ai mis du poivre. Bon, va casser là. Je le sens.
tous les deux. C'est bon. Ouais. Et tout le goût, le citronnelle. Ouais, c'est bien. Au Vietnam, on peut manger un, on peut boire une carton de bière. Ah ouais. Dũng nói là có tất cả các vị ở trong miệng luôn, thơm nữa mà béo rồi cay cay chua chua, cái vị chua 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 ngọt ngọt mặn mặn của chú anh chị. Cái này Dũng nói là ở Việt Nam là uống hết thùng bia luôn. Our chef rất là mê cái nước sốt đó cô chú anh chị. Còn cuối cùng mình cứ vét cho sạch luôn đó, là tối nay là ăn gần 1 kg thịt. À, rồi còn rau, thêm nấm rồi này kia nữa. Quá tuyệt vời luôn cô chú anh chị. Đó cô chú anh chị ơi, món bò sốt me chua cực kỳ ngon luôn. Ông sếp ông quét tới cái miếng cái miếng nước sốt cuối cùng luôn cô chú anh chị. Thì cuối tuần này cô chú anh chị thử làm cho gia đình mình ăn đi, rất là ngon luôn, bảo đảm luôn á. Có vị chua chua của me đó, ngon nó đã gì đâu luôn, mà trời nóng mà cay của tiêu nữa. Dung cũng xin dừng cái video tại đây nha cô chú anh chị. Và Dung cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều đã dành thời gian tối cùng gia đình Dung. Xin chào mọi cô chú. Tạm biệt. Chúc mọi cô chú anh chị có kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình. Và cô chú anh chị yêu thích gia đình Dung thì đăng ký lại ủng hộ kênh Dung nhé. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Ce soir, tu manges, tu souffles. Peut-être qu'il y a beaucoup de l'ail.